Chương trình mở đầu là tiết mục hòa tấu Lưu Thủy, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ, biểu diễn học sinh sinh viên khoa âm nhạc di sản. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với làn điệu cổ bảng với tựa đề Tôi yêu âm nhạc qua giọng ca của nghệ nhân Kim Vàng. Cho người anh hùng sống pha nơi trận tiền thắng vẻ vàng vũ trụ bao lá thu hẹp nằm trong tiếng đang
mừng mái đầu, ngát ngào mùi hương một vầng ánh dương mở sương. Bóng thủy dương duyên mình vươn tay giữa che phủ nắng đau, một bầu trời đang chờ tiếng đàn huyền mơ mây vần thơ. Tánh không lời, tánh không lời đang chờ người nhà chi như phổ nhạc thay lời nhạc đưa đến cuộc đời vinh quang nặng tình chưa chán đời càng vui. Có ngày mai tiếng đàn nhà chi như hoa nở trong lòng. Tiếp nối chương trình, gửi đến quý vị và các bạn làng điệu Lý Chiêu Chiêu, Lý Ngựa Ô, biểu diễn sinh viên Nguyễn Thị Thuân. Mời quý vị và các bạn đến với một bài bản ca Huế mang điệu Nam qua tiết mục Tứ Đại Cảnh Lời Cổ, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Khánh Vân. Yeah.
nhớ đến chúng tình ân tình nặng ai sang buộc cho ta trách trăng già phần má hương chớ gió đời xưa càng nghĩ lại càng thương lặng ta nghe tiếng nhà lòng xuôi nhớ bạn em nhớ để cho gia thiết cứu mang giấc mơ màng tưởng giang ngữ lang lòng chức nữ chữa trang hỡi người mời quý vị và các bạn cùng hòa vào không khí thiêng liêng của làng điệu Chầu Văn Huế với sự biểu diễn của sinh viên Phan Thị Ý Linh. Phân minh kinh lửa
đường trời thể thư cao thịnh chư tôn. Tòa vì dương dương niệm nhược tôn, con nguyện thịnh pháp âm ti diệu lực tùy cơ phụ cảm nạp trân. Ngàn sáu lấy lưng ê. Đình quốc trung thân thế tổ, đình quốc trung thân sáng lập gìn giữ công dạy, công dạy đức cao. Tiếp nối chương trình, sinh viên Nguyễn Thị Thị Phương sẽ
gửi đến chúng ta làng điệu Hò Mái Sắp chuyển qua làng điệu Cây Roi May Tắc. Sầu đông là không sầu tây, đời người khác thì à này nỗi bóng bóng trắng thu giữa trời, à này nỗi bóng bóng trắng thu giữa trời. Sầu đông là không sầu tây, suối vàng xa cách dặm thương, đời người khác thì à này nỗi bóng bóng trắng thu giữa trời, à này nỗi bóng bóng trắng thu giữa trời. Ô hay ắt chẳng hay giá vô hồ, hay hồ khoáng à ly hồ khoáng, cây roi mây nắng à, cây roi mây nắng ánh mắt không vững gió lên lên đành xuống, ta đã biểu mày đứng à, ta đã biểu mày đứng à, mấy lá cỏ lá mây à đứng cỏ. Sau đây, sinh viên Nguyễn Thị Phúc sẽ trình bày làng điệu Phú Lục. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
âm con rồng với sự biểu diễn của giảng viên, học sinh, sinh viên khoa âm nhạc di sản. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cho phép cũng đã khép lại chương trình biểu diễn nghệ thuật của khoa âm nhạc di sản. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức chương trình, kính chúc quý vị, quý thầy cô cùng các bạn sức khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Xin cảm ơn bộ phận âm thanh đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.